Người đàn ông này đang ngồi trong một căn phòng trắng. Bất ngờ, một cô gái xinh đẹp bước vào. Đây là phần quà đặc biệt mà anh được nhận, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bác sĩ bí ẩn Anbe đã phát triển một thí nghiệm mới. Trong đó, ông sẽ thưởng cho các cặp vợ chồng 5 triệu đô la, nếu họ ở trong một căn phòng hoàn toàn sạch sẽ trong 50 ngày. Nếu một người trong số họ rời khỏi căn phòng, giải thưởng sẽ giảm xuống còn 1 triệu đô la, không có liên lạc với thế giới bên ngoài, không có giải trí, chỉ có hai người mặt đối mặt với nhau. Tuy nhiên, họ có thể nhận được những phần quà đặc biệt bằng cách quy đổi một phần tiền thưởng. Cặp đôi tham gia thử thách lần này là Mike và Kate vừa bước vào căn phòng. Họ thấy việc lấy được 5 triệu đô la thực sự quá dễ dàng. Mike nghĩ họ đã rất may mắn khi tìm được thử thách này, và Kate thì coi đó là cơ hội để trong tương lai, họ có thể tiêu tiền một cách thoải mái mà không cần lo nghĩ. Không những thế, cặp vợ chồng còn bắt đầu tính toán xem họ nên sử dụng số tiền đó như thế nào. Kate muốn sử dụng phần lớn số tiền để đầu tư sinh lời, trong khi Mike thì lại nghĩ nó rất nhàm chán. Những hình ảnh về những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, mua sắm thoải mái những món đồ đắt tiền mới khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Sau khi nghe giọng nói AI thông báo cho họ về các quy tắc, cả hai bắt đầu khám phá xung quanh. Họ đều có chung một nhận xét, căn phòng này thực sự quá hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều màu trắng, ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường và một chiếc ghế dài. Ngoài ra còn có một phòng tắm đơn giản. Theo quy định, họ chỉ có thể vào lần lượt từng người một. Một nút màu đỏ mà họ có thể sử dụng nếu muốn rời đi, một màn hình cảm ứng để họ có thể yêu cầu phần quà đặc biệt, và một chiếc đồng hồ lớn phía trên cửa thoát hiểm để đếm ngược thời gian còn lại của thử thách. Các bữa ăn của họ được thiết kế để đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Nó chỉ đơn giản là sữa màu trắng, không có hương vị và cũng được đựng trong một chiếc hộp màu trắng. Đồng thời, căn phòng cũng đi kèm với đèn tự động thay đổi suốt cả ngày, để thông báo buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Và khi đèn tắt, đó là dấu hiệu trời đã tối và họ phải đi ngủ. Màn hình cảm ứng cho phép họ đặt đồng hồ báo thức. Trong khi Mike coi đây là một kỳ nghỉ và anh không muốn dậy sớm, thì Kate lại đặt báo thức và tiếp tục giữ những thói quen mỗi buổi sáng của mình. Vào đêm đầu tiên, Mike ngỏ ý muốn thân mật với Kate, nhưng cô nàng lại lo sợ trong phòng có camera quan sát. Nhưng vì Mike ra sức năn nỉ, thế là cả hai đã lặng lẽ thực hiện điều đó dưới lớp chăn. Khi trời sáng, Kate vào phòng tắm để soi mình trong gương. Cô tự nhủ vài lời khẳng định để giữ tinh thần quyết tâm hoàn thành thử thách này. Sau khi cả hai tắm xong, họ để quần áo của mình trên kệ trong phòng tắm. Và đổi lại, họ nhận được những bộ đồ ngủ rất đơn giản. Nhưng ít nhất những bộ đồ này cũng có màu sắc chứ không phải màu trắng. Để giữ cho bản thân không bị nhàm chán, cả hai cố gắng tìm những chủ đề khác nhau để trò chuyện. Kết tự hỏi tại sao Anbe lại tiến hành thí nghiệm này, nên Mike kể cho cô ấy nghe về bộ phim tài liệu mà anh đã xem về thí nghiệm này trước đây của một chàng trai. Và cuối cùng là kết thúc bằng những bi kịch. Không ai biết tại sao Anbe lại làm tất cả những điều này. Họ chỉ biết rằng anh ta có rất nhiều tiền, và anh ta thích sử dụng nó để đặt mọi người vào những tình huống đặc biệt, vì anh ta bị hấp dẫn với việc thử thách sự sinh tồn của con người. Nói cả ngày rồi cũng hết chuyện, họ bắt đầu tìm kiếm những hoạt động giải trí cho bản thân. Kết thích thiền trong khi Mike thì cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Anh ấy cũng bắt đầu bàn về các chủ đề khác nhau như ý nghĩa của màu trắng, thứ mà anh phân tích bằng tất cả kiến thức mà mình có, hoặc bàn luận cách chải răng đúng sẽ như thế nào. Kết luôn nhắc nhở Mike không được nhìn chằm chằm vào đồng hồ và luôn nghĩ về giải thưởng. Nhưng thật khó để suy nghĩ tích cực, khi Mike thậm chí còn không thể ngủ ngon. Mỗi sáng, Kate luôn giữ thói quen nói những lời quyết tâm và dọn dẹp giường ngủ gọn gàng. Cô cũng cố gắng làm mọi cách để vực dậy tinh thần của Mike. Khi Kate ngồi thiền thì Mike tập thể dục, chủ yếu là chạy bộ xung quanh căn phòng. Họ cùng nhau chơi các trò chơi vỗ tay, bịt mắt bắt dê hay thậm chí là khiêu vũ. Bất cứ khi nào họ cởi bộ đồ ngủ bẩn ra và để lên kệ, họ sẽ được đưa cho một bộ quần áo khác giống hệt như vậy. Một vài tuần đã trôi qua và một điều khác biệt đã đến. Mike bất ngờ nhìn thấy một con bọ đã lẻn vào phòng. Sau khi nói chuyện như trẻ con với nó, Mike cố gắng đổ cho nó một ít sữa trong hộp. Nhưng ngay khi anh vừa làm điều đó, giọng nói của AI đã nhắc nhở họ rằng thức ăn chỉ có thể được sử dụng cho các thí sinh. Lo lắng về việc con bọ không thể sống sót ở đây, Mike yêu cầu một số cách để thả nó ra ngoài, còn khẳng định anh chỉ muốn giúp con bọ chứ không muốn rời đi. Kết giải thích với Mike chiếc loa mà giọng nói AI phát ra dường như không phải là hai chiều. Cô ấy đã thử kiểm tra rồi. Chính vì thế, Mike quyết định sẽ nhấn nút để mở cửa. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi, vì Kate chắc chắn rằng việc nhấn nút sẽ khiến họ thua, ngay cả khi Mike không thực sự rời đi và chỉ vì một lý do ngớ ngẩn. Sau khi đặt con côn trùng xuống, Mike nói với Kate rằng con bọ cũng là một sinh vật sống, và cô ấy không có lòng trắc ẩn. Tức giận, Kate chỉ trích anh là người trịch thượng, tất cả anh làm đều là tốt đẹp còn cô thì không được như anh. Để cả hai hạ cơn nóng giận, Kate cố gắng rời khỏi cuộc tranh cãi này, nhưng cô ấy lại vô tình dẫm phải con bọ trên sàn. Và Mike không thể chấp nhận khi cô cho rằng đó chỉ là tai nạn và xin lỗi. Mike dành phần thời gian còn lại trong ngày để ngồi ủ rũ một góc, cho đến khi anh ấy cảm thấy bản thân mình đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu suốt ngày cứ như thế này thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Mỗi người trong số họ có thể nhận hai phần quà đặc biệt, mặc dù mỗi lần nhận quà từ căn phòng, họ sẽ bị trừ đi 100.000 đô la vào phần thưởng. Nhưng Mike vẫn không quan tâm.
Đương nhiên Kate không tán thành, nhưng Mike không cần sự cho phép của cô, và món quà mà anh ấy nhận được là một cây bút màu xanh. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất bây giờ Mike có thể dùng nó để vẽ trên tường. Sau khi xem anh vẽ một lúc, Kate yêu cầu anh hãy vẽ cô ấy và Mike chấp nhận. Tuy nhiên, anh từ chối những bức chân dung chân thực vì chúng khá nhàm chán. Anh chỉ thích vẽ theo phong cách của mình, nên Kate không muốn làm người mẫu cho anh ấy nữa. Cứ như thế, Mike vẽ cho đến khi bút màu không còn. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh để lại những vết màu xanh lục khắp phòng tắm, và thêm chiếc khăn tắm trên sàn khiến Kate rất bực mình. Khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm, Kate xin lỗi vì cô đã cư xử như một kẻ mất trí. Cô cho biết thử thách này khó hơn cô ấy nghĩ, nhưng cố lên, họ chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Những ngày tiếp theo trôi qua trong buồn chán, cho đến một buổi sáng, Kate thức dậy và thấy một khẩu súng trong phòng tắm, quá sợ hãi. Cả hai không còn đủ bình tĩnh để kiểm tra xem bên trong khẩu súng có đạn hay không. Cả hai vội vã giấu nó dưới gầm giường, vì AI cấm họ cho những đồ vật không phải quần áo lên kệ trong nhà tắm. Một thời gian sau, cặp đôi cuối cùng cũng được thưởng thời gian kết nối. Trong thời gian này, họ sẽ được xem những tin nhắn do những người thân yêu của họ gửi đến. Mike nhận được tin nhắn từ em gái của mình. Cô cho anh biết tình hình hiện tại của cô và bố mẹ, nhưng cô cũng nghĩ rằng Mike không còn hẹn hò với Kate nữa. Nhìn thấy em gái của Mike khiến anh rất hạnh phúc, còn Kate thì không muốn có mối liên hệ nào với mình. Cô hoảng sợ khi màn hình chiếu đoạn video về bố cô. Ông đã đến sống trong một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư. Dù Kate hét lớn yêu cầu hãy dừng video lại, nhưng nó vẫn tiếp tục phát. Kate bối rối bỏ trốn vào một góc và khóc, nên Mike đã đến để an ủi cô. Những ngày tiếp theo, Kate bắt đầu rơi vào trạng thái chán nản như Mike. Cô không chịu dậy khi chuông báo thức buổi sáng reo lên, và thậm chí còn nằm trên giường cả ngày. Khi Mike bày tỏ sự lo lắng của mình, Kate nói với anh rằng cô đã không gặp bố mình trong nhiều năm, và luôn nói dối Mike về con người của ông ấy, vì cô cảm thấy xấu hổ về bố mình là một người nghiện rượu đã phá hỏng cả gia đình, khiến việc học của cô trở nên khó khăn và bế tắc trong cuộc sống. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là kết thúc thử thách, Kate vẫn nằm trên giường, trong khi Mike cố gắng tìm những cách mới để giải trí, chẳng hạn như sửa đổi các bức vẽ của anh ấy bằng cách làm nhòe bút chì bằng ngón tay, hoặc đọc nhãn đồ ngủ với nhiều cảm xúc nhất có thể. Trông cứ như anh đang tập diễn xuất. Mike cố gắng làm cho Kate ăn bằng cách pha một số trò đùa về thức ăn, nhưng điều đó cũng vô nghĩa. Chính vì thế nên anh ấy đã cùng nằm lên giường với cô, hy vọng có thể an ủi cô phần nào, nhưng vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Và đôi khi Mike quyết định ngủ trên sàn nhà, chỉ để có thể cảm nhận điều gì đó khác biệt. Một buổi sáng, Mike cố gắng thuyết phục Kate hãy yêu cầu nhận một món quà đặc biệt, nhưng cô nàng đã từ chối vì không muốn mất tiền, quá bất lực. Mike tức giận nói rằng anh không chắc mình có thể tiếp tục như thế này được nữa. Điều đó cuối cùng cũng đã thôi thúc Kate ra khỏi giường. Trước khi đi tắm, cô bảo Mike hãy lấy thêm món quà thứ hai của anh, ngay cả khi họ phải đánh đổi 250.000 đô la. Thế là Mike háo hức nhận món quà thứ hai. Anh bị sốc khi thấy cánh cửa mở ra, một người phụ nữ không mảnh vải che thân tên là Simone bước vào phòng. Cô không hề biết gì về thử thách này. Cô chỉ là một nữ diễn viên được trả tiền cho một hợp đồng biểu diễn được bảo mật, và nhiệm vụ của cô là ở đây trong 24 giờ tiếp theo. Kate không thích sự xuất hiện của Simone. Cô bắt Mike đưa cho Simone chiếc áo của anh để cô ấy có thể che đi một phần cơ thể. Sau đó, Simone đi dạo xung quanh. Cô để ý đến các tác phẩm nghệ thuật của Mike và dành lời khen cho nó. Điều này càng khiến Kate tức giận hơn. Khi màn đêm buông xuống, Mike đề nghị anh ta sẽ ngủ trên sàn, trong khi các cô gái sẽ ngủ trên giường. Còn Simone thì đề nghị cô sẽ thức khi họ ngủ. Kết khó chịu vì cách hành xử của hai người họ. Chính vì thế cô quyết định sẽ ngủ ở giữa, còn hai người họ sẽ ngủ hai bên. Trái ngược với thường ngày, đêm đó, Kết mới là người khó ngủ. Vào buổi sáng, Kết không nhìn thấy Simone trên giường nên nghĩ rằng cô ấy đã rời đi. Nhưng thực ra Simone đang ở trong phòng tắm, không thể chịu đựng được nữa. Kết quyết định nhận một phần quà đặc biệt, một chiếc hộp nhỏ với 3 viên kẹo ngộ nghĩnh xuất hiện. Kết ngay lập tức ăn một viên và đưa một viên cho Simone. Mike cũng chấp nhận ăn một viên sau rất nhiều do dự. Sau khi ăn kẹo, ba người họ bắt đầu nhảy múa và tung tăng khắp phòng. Họ cũng chia sẻ một vài nụ hôn với nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian, Mike bắt đầu trải qua những ảo giác cực kỳ tồi tệ. Anh nhìn thấy máu ở khắp mọi nơi và mơ thấy mình đang chết đuối dưới nước, trong khi em trai anh cũng như thế và đang chìm dần. Hai người phụ nữ cố gắng đưa Mike trở về thực tại, nhưng anh ấy vẫn hoảng sợ và yêu cầu rời đi. Anh bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó về son và việc chết đuối. Kết phải kéo Mike trở lại giường và an ủi anh cho đến khi anh ngủ. Sau đó, Simone hỏi Mike đã nói về điều gì. Kết kể với cô ấy rằng Mike có một người em trai tên là Son, cậu ta đã chết đuối trong hồ bơi của gia đình trong khi Mike không để ý. Điều này khiến anh ấy vẫn cảm thấy tội lỗi cho đến ngày nay. Khi sự việc xảy ra, Mike đã sử dụng ma túy, điều đó khiến anh tự trách bản thân nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao anh do dự trong việc nhận viên kẹo. Tối hôm đó khi Mike tỉnh dậy, Simone chia sẻ với anh rằng cô cũng đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Cả hai sau đó đã cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát người thân. Simone nắm lấy tay Mike để an ủi anh. Cảnh tượng này bất ngờ bị Kate bắt gặp. Cô tức giận vì nghĩ rằng Simone muốn cướp bạn trai của mình. Simone cũng không phải dạng vừa. Cô nàng đã chỉ trích thái độ của Kate, cho rằng Kate tức giận là vì cô ấy vốn dĩ không tự tin vào bản thân mình.
Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa. Mike mệt mỏi hét lên và yêu cầu họ dừng lại rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, Mike cảm thấy không được khỏe. Kate thì tập trung vào những việc khác, còn Simon thì cuối cùng đã rời khỏi đây. Cô đã để lại một tin nhắn trên tường bằng bút chì màu xanh lá. Cảm ơn Mike vì một đêm cuồng nhiệt. Kate tức giận. Mike cố gắng giải thích rằng anh thực sự không làm gì cả. Đây giống như là một phát súng gây chiến, thứ mà căn phòng đang làm để tạo mâu thuẫn giữa họ. Nhưng Kate không muốn nghe. Trong cơn tức giận, Kate đã đẩy Mike khiến đầu anh đập vào tường và chảy máu. Lúc này, Mike nhắc nhở Kate rằng anh chưa bao giờ lừa dối cô, kể cả khi cô chuyển đến New York. Anh cũng ngừng gặp gỡ những người bạn giàu có của mình để không làm cô ấy khó chịu. Anh còn bỏ việc đại học để ở nhà với cô khi cô bị trầm cảm. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự ghen tuông vô lý. Kết khóc lóc và tiếp tục xin lỗi. Nhưng cuộc trò chuyện của họ đã dừng lại khi Mike bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì vết thương. Anh nghĩ rằng mình cần một bác sĩ, nhưng Kết đã mang cho Mike một ít sữa để anh có thể uống và lấy khăn để cầm máu vết thương. Kết nhắc nhở Mike rằng hợp đồng nói họ không được phép can thiệp y tế. Mike không thể tin vào những gì mình đang nghe. Anh bắt đầu tự hỏi liệu Kate có thực sự quan tâm mình hay không. Vết thương của Mike hóa ra chỉ nhỏ và cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Nhưng anh cảm thấy sợ vì không biết Kate sẽ làm gì nếu vết thương của anh lớn hơn. Có lẽ cô sẽ để anh chảy máu đến chết vì tiền. Ghét những gì mà nơi này đã gây ra cho họ. Mike nhận ra rằng tiền sẽ không thể cứu chữa được tình trạng hiện giờ của họ. Anh quyết định rời khỏi căn phòng này. Và anh muốn Kate cùng đi với anh. Nhưng Kate đã từ chối. Cô cho biết anh dễ dàng rời đi vì anh là người có tiền, không muốn số tiền thưởng bị giảm đi. Cô thậm chí còn rút súng để đe dọa anh ở lại. Tuy nhiên, Mike phớt lờ lời nói của Kate và nhấn nút. Anh đã thực sự rời khỏi phòng, dù họ chỉ còn vài ngày trước khi kết thúc thử thách. Sau rất nhiều lần hoảng loạn và sợ hãi khi tắm, Kate nhìn thấy bức tranh một bàn tay đang hứng mưa trên tường. Nó thôi thúc cô ấy tiếp cận nút bấm và cân nhắc có nên rời đi hay không trong khi chỉ còn 2 ngày nữa. Nhiều tháng sau, Mike đang chạy bộ trên đường thì thấy Kate bước ra khỏi một tòa nhà. Họ đã không gặp nhau kể từ khi rời khỏi căn phòng. Cả hai sau đó đã đi dạo và trò chuyện với nhau. Khi Mike hỏi Kate rằng cô đã rời phòng hay chiến thắng thử thách, nhưng cô đã né tránh câu hỏi đó. Tuy nhiên, ít nhất thì Kate cũng đưa ra lời xin lỗi về những gì đã xảy ra. Trong khi đó ở căn phòng trắng, một cặp đôi khác đã đến và háo hức thực hiện thử thách. Nếu cho bạn 5 triệu đô để ở đây trong 50 ngày, bạn có chấp nhận hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.